Chào bạn người cá Luna. Hôm nay tôi sẽ hỗ trợ cho bạn, giúp bạn dọn dẹp chuồng trại cho rái cá nha. Để cho rái cá ở sạch sẽ, không bị bệnh nha. Rồi đợi khi nào em bơi giỏi như rái cá, rồi rái cá Tina và TV là những thần thú của người cá và tiên cá, khi em bảo vệ cho các bạn ấy phát triển tốt, rồi mấy bạn ấy sau này ra sông ra biển bơi để bảo vệ lại cho các em nha. Ok, bây giờ em mở nước cái giò này ra cho Tiêu. Đây, em để giò nước vô đây. Biết Tina ăn gì ỉa ra này không? Đó, em cầm em xịt. Dọn dẹp. Cức của Tina là làm từ cơm và bí đỏ. Sao em xịt em thấy làm sao? Coi chừng gãy cong cái dòi nên nước nó yếu. Trời ơi, em xịt sao dơ dữ vậy trời. Đó, các bạn thấy làm hại rái cá khổ ghê chưa? Những người thường mà muốn nuôi rái cá đó, nuôi là phải chăm sóc vậy đó, chịu không? Được rồi. Cho tôi ôn dọn nhìn khá quen hơn vậy. Nè, phải bóp cái nước gì nè, cho nước nó chảy vô. Em làm nó dơ quá trời. Đó, thấy tiêu ôn xịt không? Sao tiêu ôn nhìn xịt sạch hơn em luôn. Chính xác. Phải tập xịt giống tiêu ôn rồi, em xịt đi. Xịt rồi để nước chảy vô bên, chảy vô cái lỗ cống. Hôm nay anh sẽ cho em chăm sóc thử coi rái cá nè, nuôi nhốt trong nhà nè, coi em chịu nổi không. Mà nhiều bạn người thường cứ muốn bắt rái cá về nuôi rồi làm hại. Đó, Tina lại cảm ơn em á, tại em dọn chuồng cho Tina. Tina thích. Tina là một chú rái cá thông minh mà. Nó có thể hiểu được ai quan tâm, thương nó, lo cho nó. Ê. Sạch chưa? Ủa, trong đó là cái gì vậy Tiêu? Cứt đó. Dơ lắm á. Ôi, các bạn thấy chưa, đừng có làm hại rái cá nữa. Ơi, em đừng có để nước nó chảy dơ xuống đây. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi, em cứ xịt đi. Tôi móc họng chỗ này ra, nó nước nó dễ xuống nè.